Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video của Trang ngày hôm nay. Và hôm nay Trang sẽ giúp cho quý cô chú anh chị và các bạn khám phá một tác dụng tuyệt vời từ một loại đồ uống tự nhiên và gần gũi nhưng lại thân thuộc, đó chính là nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm. Thì nước dừa chứa một cái nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá và được sử dụng từ rất lâu rồi. Trong y học cổ truyền thì người ta cũng sử dụng để hỗ trợ và điều trị một số bệnh lý hoặc là duy trì sức khỏe. Thì trong video ngày hôm nay thì Trang sẽ tập trung vào tác dụng của nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm đó, để cho các cô chú anh chị và các bạn có thêm một cái nhìn mới về việc sử dụng nước dừa nữa. Thì Trang sẽ hướng dẫn một cách cụ thể nhất để cho cô chú anh chị và các bạn sử dụng nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hãy cùng khám phá cùng với Trang qua video ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái góc sử dụng mới từ nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm. Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các cô chú anh chị và các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay với chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề. Uống nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm, nó có tác dụng gì? Và nếu như cô chú anh chị và các bạn quan tâm đến chủ đề này thì Trang có 4 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp cho các cô chú anh chị và các bạn nắm rõ về những cái vấn đề xoay quanh về việc sử dụng nước dừa. Chúng ta đun sôi lên, đợi đến ấm và chúng ta dùng thì nó tốt cho sức khỏe như thế nào? Chủ đề đầu tiên, tác dụng của nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm. Đó giờ nước dừa thì chúng ta hay là uống trực tiếp, uống nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn đúng không ạ? Nhưng trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh thì có nhiều công thức chúng ta phải đun nước dừa lên để chúng ta dùng. Thì nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm nó có tác dụng gì cho sức khỏe hay không? Câu trả lời là có. Thì bây giờ điểm danh với Trang. Đầu tiên, nó giúp cân bằng đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh lý đái tháo đường. Nó cũng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách là tăng cường hoạt động của đường ruột và giúp cho hệ thống tiêu hóa hoạt động một cách tốt hơn. Ngoài ra, nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm còn là một trong những cái nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, giúp làm sạch cơ thể, loại bỏ các độc tố và các chất cặn bã trong cơ thể nữa. Nó cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm căng thẳng và mệt mỏi, cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhưng nhớ là sử dụng nước dừa, dù là nước dừa ấm hay là nước dừa tươi, thì khi chúng ta đi nắng về chúng ta lao động mệt đó, không được uống nước dừa ngay lập tức bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta phải ngồi nghỉ ít nhất là 15 đến 20 phút rồi mới dùng. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm, nó còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng cung cấp các vitamin và khoáng chất cho cơ thể và nó tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Giúp giảm cân. Nước dừa bạn đun lên, bạn uống khi ấm hay là bạn uống nước dừa tươi, nó đều giúp ích cho cơ thể của các bạn bởi vì nó ít calo, nó không tích lũy mỡ, nó cung cấp năng lượng cho cơ thể, đồng thời nó tăng cường quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể nè, đốt cháy những cái chất béo và giúp cho bạn giảm cân hiệu quả. Giảm stress và mệt mỏi. Nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm còn có tính kiềm, nó giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp tâm trí thư giãn và tăng cường khả năng tập trung. Vì vậy, nếu như bạn muốn cơ thể của mình khỏe mạnh, bạn muốn có một cái vóc dáng đẹp, bạn hãy sử dụng công thức nước dừa đun sôi rồi chúng ta uống khi ấm thường xuyên thì nó sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của các bạn. Thì đây là một trong những cái đồ uống rất là gần gũi, thân thuộc và mang đến rất nhiều những cái giá trị cho sức khỏe. Thì chúng ta có thể dùng tươi hay là đun lên uống khi ấm đều được hết các bạn ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì với video này thì Trang sẽ giải đáp những cái vấn đề xoay quanh về việc dùng nước dừa đun lên uống khi ấm để theo yêu cầu của tất cả các bạn.
Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ hai. Nên sử dụng nước dừa tươi hay nước dừa đun sôi là tốt nhất? Các bạn thân mến, cả nước dừa tươi và nước dừa đun sôi đều có lợi ích riêng cho sức khỏe của chúng ta. Tùy theo mục đích mà chúng ta có thể áp dụng những cái công thức riêng. Tuy nhiên, nói đến việc sử dụng nước dừa để uống á, thì nước dừa tươi được xem là tốt nhất. Thì lý do vì sao? Bởi vì nước dừa tươi nó chứa nhiều dinh dưỡng, khoáng chất và đường tự nhiên. Nó cũng cung cấp cho hệ thống miễn dịch của chúng ta bổ sung năng lượng, bổ sung chất xơ cho cơ thể, tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Khi bạn đun lên thì một số những cái hoạt chất như là vitamin nó có thể bị mất đi. Bởi vì khi mà bạn muốn dùng nước dừa đun lên để uống khi ấm á, thì nó sẽ cung cấp những cái giá trị dinh dưỡng cần thiết hơn. Ngoài ra trong những cái công thức hỗ trợ và điều trị bệnh như là điều trị đau nhức xương khớp hay là và đau do gút gây nên đó, thì chúng ta thấy là chúng ta phải nấu kết hợp đậu đen cùng với nước dừa đó để mang đến hiệu quả tích cực. Và bạn nấu trong trái dừa trong vòng 4 đến 5 tiếng đồng hồ là chúng ta có được một cái thành phẩm trong việc hỗ trợ và điều trị đau nhức xương khớp. Như vậy thấy rằng tùy mục đích sử dụng mà chúng ta có thể sử dụng những cái cách riêng để tốt nhất cho sức khỏe. Còn đơn thuần để uống thôi á, thì chúng ta sẽ dùng cái cách là uống nước dừa tươi. Còn nếu như chúng ta muốn kết hợp hỗ trợ và điều trị bệnh thì tất nhiên chúng ta phải đun lên để chúng ta dùng ngay khi ấm các bạn ha, thì nó sẽ đạt được hiệu quả tích cực. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ ba, cách sử dụng nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm. Thì để sử dụng nước dừa đun sôi lên á và bạn uống khi còn ấm đó, thì bạn phải thực hiện những cái bước sau đây để chúng ta có được cái cách sử dụng tốt nhất. Chọn một quả dừa tươi và sạch để chúng ta lấy nước dừa, hoặc là bạn sử dụng nước dừa đóng chai, đóng lon đều được các bạn nhé. Nhớ là nước dừa tươi. Nếu như mà bạn dùng quả dừa thì chúng ta dùng một cái dao chúng ta chặt đi rồi chúng ta khui ra, rồi bạn lấy nước bạn cho vào một cái nồi để chúng ta đun lên. Cái nồi này thì chúng ta có thể nấu bằng nồi thủy tinh, nồi inox, nồi nhôm đều được hết các bạn ha. Thì chúng ta sẽ đun nước dừa trong khoảng 10 đến 15 phút. Và sau khi bạn thấy nước dừa sôi lên thì chúng ta tắt bếp, bắt xuống. Và bạn có thể để đó để nó nguội khoảng cái nhiệt độ là 37 đến 40 độ đó. Tức là khi nó còn ấm ấm, không quá nóng, cũng không quá lạnh thì chúng ta có thể uống được, và bạn uống ngay khi ấm như vậy thì nó sẽ tốt. Thì uống nước dừa khi nó còn ấm thì nó sẽ mang đến những cái lợi ích mà Trang nêu ở phần đầu tiên đó. Bạn nhớ là nếu như chúng ta đã muốn uống nước dừa đun lên thì uống còn ấm chứ đừng có để nguội rồi uống các bạn ha. Lưu ý rằng khi đun sôi, nước dừa không nên để quá lâu ở nhiệt độ phòng hoặc là để trong tủ lạnh. Nếu như bạn muốn lưu trữ khi đun sôi thì cho vào một cái chai lọ kính, để vào ngăn mát tủ lạnh và bạn có thể dùng từ 2 đến 3 ngày. Nhưng mà đã sử dụng nước dừa đun lên uống khi còn ấm rồi và còn đem bảo quản trong tủ lạnh để uống dần, thì sao bạn không uống nước dừa tươi luôn cho nó tốt, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta nấu đủ chúng ta uống thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ tư, những lưu ý khi sử dụng. Thì khi sử dụng nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm thì bạn cũng cần phải có một số những cái điểm lưu ý sau đây. Hỗ trợ chức năng thận. Thì nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm nó có tính kiềm, nó tăng cường hỗ trợ chức năng cho thận và hỗ trợ những cái vấn đề về thận như là sỏi thận các bạn ha. Tăng cường sức khỏe cho tóc và da. Nước dừa đun sôi dùng ngay khi ấm chứa nhiều vitamin như là E nè, axit béo thiết yếu, giúp cải thiện sức khỏe cho tóc và da, đồng thời nó giảm thiểu đi những cái tình trạng như là mụn trứng cá và bảo vệ
da và tóc khỏi những cái tác động tiêu cực của môi trường, như là tia cực tím nó tác động đến, nó ảnh hưởng đến làn da và mái tóc của các bạn, thì cái hiệu quả chăm sóc da khi sử dụng nước dừa nó rất là tốt, giúp cho da dẻ trở nên hồng hào, sáng mịn hơn, cũng như là da dẻ của chúng ta được cung cấp đủ nước thì bạn sẽ thấy cái độ đàn hồi và hạn chế lão hóa nó sẽ tích cực hơn. Và các bạn nhớ là chọn dừa tươi, dừa sạch để đảm bảo chất lượng của nước dừa khi chúng ta đun lên. Nên sử dụng nồi để đun sôi như là nồi nhôm hoặc là nồi inox, tốt nhất là dùng nồi thủy tinh. Nếu như chúng ta có nồi thủy tinh thì chúng ta đun nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ chịu được cái nhiệt độ cao. Thì sau khi nước dừa đã được đun sôi thì bạn đợi nó ấm ấm đó, khoảng 37 đến 40 độ C thì chúng ta uống thì nó rất tốt, nó rất thích hợp luôn. Nếu như bạn muốn lưu trữ lại nước dừa khi đun sôi thì hãy cho vào một cái bình thủy tinh rồi chúng ta bảo quản trong tủ lạnh, sau đó chúng ta sẽ dùng. Nhưng mà đã đun sôi rồi mà đem cất tủ lạnh để dùng nữa thì có phải là không không không? Cho nên là những ai mà có ý định dùng nước dừa đun sôi uống khi ấm thì tuyệt đối là không để tủ lạnh. Bởi vì chúng ta chỉ nấu đủ một cái lượng chúng ta dùng thôi. Một ngày bạn có thể uống 500ml đó. Chúng ta đừng có nấu nhiều quá rồi để cất dùng dần. Thì đối với những cái trường hợp mà chúng ta gặp vấn đề về bệnh lý như là hạ huyết áp thì chúng ta cũng phải cẩn trọng khi sử dụng. Và nước dừa đun sôi không phải là một cái phương thuốc thay thế cho thuốc điều trị, cho nên nó chỉ là thực phẩm bổ trợ kèm theo. Cho nên những ai có bất kỳ bệnh lý nào cho sức khỏe thì chúng ta cũng phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi thích hợp. Nếu bạn có bất kỳ bệnh lý nào thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các bạn ha. Cũng có nhiều người hỏi Trang là những ai thì không nên sử dụng nước dừa. Thì sau đây Trang cũng liệt kê luôn để giúp cho mọi người nắm rõ để chúng ta sử dụng đúng nhất. Thì nước dừa nó gần gũi, nó thân thuộc, bạn thấy rằng ai cũng có thể uống được đúng không ạ? Và chúng ta uống từ rất lâu rồi thì không thấy nó có bất kỳ những cái vấn đề nào cho sức khỏe. Thì tại sao lại có những cái lưu ý sau đây? Bởi vì không phải cơ địa nào cũng thích hợp để sử dụng, cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng. Những người dị ứng quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của nước dừa chúng ta cũng không dùng. Bạn đừng nói không có ai dị ứng với nước dừa nha, vẫn có một số ít người dị ứng với nước dừa, chúng ta cần phải thận trọng. Những người bị tăng axit trong dạ dày hoặc bị viêm loét dạ dày thì chúng ta không nên dùng. Người bị bệnh tiểu đường vì nước dừa chứa một cái lượng đường tự nhiên, nếu như bạn dùng quá nhiều thì nó sẽ tăng đường huyết, cho nên là chúng ta chỉ dùng khoảng 500ml trên một ngày là được. Người bị bệnh huyết áp thấp thì nước dừa có tác dụng làm giảm huyết áp, cho nên huyết áp thấp cần thận trọng. Nếu như muốn uống thì nấu lên và cho thêm một xíu gừng vào để chúng ta uống. Người bị bệnh thận hoặc tiểu đường thì khi sử dụng nước dừa đun sôi đó thì các bạn nhớ là nên sử dụng với một cái liều lượng thích hợp thôi, 500ml trên một ngày, không nên uống nhiều. Trong phần lớn những cái trường hợp sử dụng nước dừa đun sôi uống ngay khi ấm đó thì nó rất là an toàn. Nhưng mà đối với trường hợp phụ nữ mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu của thai kỳ thì cần lưu ý. Thì phụ nữ mang thai nếu như muốn sử dụng nước dừa thì phải qua 3 tháng đầu của thai kỳ các bạn ha. Và chúng ta không nên uống quá nhiều. Một lần uống là uống 1 ly khoảng 200ml cho một ngày thôi. Và tốt nhất một tuần bạn chỉ nên uống từ 1 đến 2 ngày. Bởi vì ngày nắng nóng hiện nay đó, mọi người cứ sử dụng nước dừa để giải khát, để tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng mà nếu như sử dụng không đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng ngược lại sức khỏe rất nhiều. Cho nên mỗi lần uống thì chỉ nên uống một ly nhỏ thôi, một ngày thì tối đa là 500ml nước dừa thôi là đủ rồi. Không nên uống quá nhiều, nếu như nhà chúng ta có điều kiện thì chúng ta cũng không sử dụng nhiều. Và nhớ là khi bạn đi nắng về, bạn làm việc mệt nhọc đó, thì chúng ta không uống nước dừa ngay lập tức, mà chúng ta phải ngồi nghỉ ngơi ít nhất là 15 phút thì chúng ta mới sử dụng. Nếu như bạn uống liền thì bạn rất dễ bị choáng váng, say sẩm, thậm chí là bị sốt nữa các bạn nhé. Cho nên cần phải lưu ý.
Nước dừa đun sôi hay là nước dừa tươi đều tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu như chúng ta dùng không đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Cho nên hy vọng rằng có những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay của Trang đã giúp ích cho tất cả các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng. Cũng như những ai muốn sử dụng nước dừa đun lên để chúng ta uống khi còn ấm đó thì cũng có được một kiến thức khái quát cho mình. Nhớ là nước dừa là một trong những cái thực phẩm bổ trợ kèm theo cho sức khỏe. Nó không phải là thuốc, không thay thế bất kỳ cái phương thuốc điều trị y khoa nào. Và nhớ sử dụng đúng để mang đến hiệu quả tích cực nhất. Nếu như bạn thấy những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay của Trang thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyễnthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.